bus. Không được chơi với kiến. Ồ, mình đói quá. Sao cái bánh vòng này nó lại di chuyển được nhở? Này! Sao tất cả mọi thứ đều di chuyển vậy? Em vẫn muốn ngủ tiếp. Đau quá. Em trai, có chuyện gì vậy? Tay của em đau quá. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp bọn cháu. Em trai cháu bị tấm thảm picnic cắn à? Cái gì? Bị tấm thảm picnic cắn sao? Chúng tôi sẽ đến ngay. Đồ ăn và đồ chơi của bọn cháu đột ngột di chuyển ạ. Sau đó tấm thảm picnic đã cắn tay em của cháu ạ. Gà con, cháu bị thương ở đâu? Ở đây ạ, tay cháu đau lắm. Vậy là thật ư? Tấm thảm picnic di chuyển được và cắn người ư? Dừng lại. Nhưng đây là một tấm thảm bình thường thôi mà. Hả? Cẩn thận có kiến đấy. Hình như gà em bị kiến cắn giống như vậy. Có vẻ như nó có độc. Chúng ta cần phải đưa gà em đến bệnh viện ngay. Đừng cắn mình mà kiến. Gà anh. Nó đi mất rồi. Sao ở đây có nhiều tổ kiến thế? Ở đây cũng có. Có nhiều kiến quá. Ôi không, chạy đi. Chúng đang đến đây. Đừng đuổi theo bọn tôi nữa. Đi lên cao. Không bắt được bọn ta đâu. Chúng vẫn đuổi theo chúng ta. Nhanh lên. Cố lên nào. Giờ thì các ngươi không đuổi theo ta được nữa đúng không? Thật sao? Không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chạy đi. Chúng đến đây. Chạy chạy. Cảnh sát trưởng Labrador, chúng ta phải làm gì đây? Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Hả? Cái gì đây? Hồi quá. Babylon, chúng tôi được bị kiến đuổi theo. Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Kiến à? Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ đến ngay. Lối này. Giờ thì các ngươi không bắt được ta nữa nha. Chúng ta đang thấp dần xuống. Ôi không, chúng ta bị bao vây rồi. Nó muốn cắn mông cháu. Babylon luôn có cách. Đấy chẳng phải là tất của tôi à? Đó hồi quá.
an toàn rồi. Babylon, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Gà em cần phải chữa trị gấp. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ không nên chạm vào kiến hoặc đến gần tổ của chúng. Có một số loài kiến có độc, và nếu như các bạn bị chúng cắn, nó có thể gây ra vết sưng hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Bình xịt mũi nguy hiểm. Wow, ngon quá. Ôi không, có mũi. Sẽ đuổi hết muỗi đi ngay. Hoàn thành nhiệm vụ. Không cần phải cảm ơn. Sát trưởng Labrador, bọn trẻ có vẻ như đã bị trúng độc. Hả? Gì cơ? Trúng độc sao? Là rắn đuôi chuông. Cái gì? Không phải tôi. Đứng lại đó. Hãy nhìn những cái răng to lớn này đi. Cô ấy chắc hẳn là người đã cắn bọn trẻ. Dobby à, cô ấy là rắn sọc. Loài rắn chúng tôi không phải ai cũng có được đâu nhá. Tôi xin lỗi. Trên người các bé không có vết thương. Tôi không nghĩ bọn trẻ bị tấn công từ bên ngoài đâu, cảnh sát trưởng. Nếu không phải người ở bên ngoài, vậy tại sao bọn trẻ lại bị trúng độc nhỉ? Chúng ta phải điều tra hiện trường. Mùi gì thế nhỉ? Có nhiều muỗi ghê. Các bạn nhỏ, các em vừa mới dùng bình xịt côn trùng đúng không? Vâng ạ, lúc nãy trong này có rất là nhiều muỗi. Hà mã nhỏ đã giúp chúng cháu. Đến cái bánh này cũng có mùi giống thuốc diệt côn trùng. Bình xịt côn trùng rất độc. Có vẻ như các cháu đã bị ngộ độc vì ăn phải miếng bánh có dính thuốc diệt côn trùng. Ôi không, để trẻ em sử dụng bình diệt côn trùng rất nguy hiểm. Chúng ta phải tìm hà mã nhỏ ngay. Vậy là quanh đây sẽ không còn con muỗi nào. Hà mã nhỏ. Tìm thấy rồi. Ở đây. Hà mã nhỏ. Tôi là chuột hamster mà. Tôi xin lỗi nhầm người. Nóng quá.
Mùi gì vậy nhỉ? Là chiếc đuôi cháy của tôi. Và mùi thuốc xịt mũi nữa. Hả? Ở đằng kia. Ôi đời, sao bụng tôi đau quá. Ở đằng kia. Cứu cháu ơi. Ôi không. Hà Mã nhỏ. Hà Mã nhỏ. Phải đưa cho bé đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, thuốc xịt côn trùng là chất cực độc. Các cháu phải cẩn thận khi sử dụng chúng. Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đã xịt, thay quần áo và rửa tay. Ngoài ra, các cháu không được xịt vào người khác hoặc đồ ăn, vì vậy có thể làm hại họ và thậm chí cả bản thân mình nữa. Người lạ bám theo mình. Chào cậu nhé, con. Tạm biệt. Chú. Cậu bé đi một mình kìa. Xem ta sẽ bắt người thế nào đấy. Chú ơi, sao chú cứ đi theo cháu thế ạ? Ta đi theo cháu bao giờ? Con đường này của mình nhà cháu chắc. Ta có ý này. Giờ cậu bé sẽ không còn nhận ra mình nữa. Mình biết mà. Ta là tuyệt mà. Bà có sao không ạ? Cháu rất xin lỗi. Bà không sao. Sao bà ấy hành động kỳ lạ vậy? Hả? Là sói. Ôi không, hắn ta đang đi theo gấu con. Đi nào. Dừng lại, đang đèn đỏ. Họ biến mất rồi. Ta sẽ bắt được cháu. Đầu của tôi. Bà ơi, bà có sao không ạ? Bà ổn, cháu thật là tốt bụng. Hình như cháu từng gặp bà thì phải. Bà không nghĩ là chúng ta từng gặp nhau đâu. Đài bà nhỏ tóm. Mũi nhọn và răng sắc nhọn. Chú chính là người lúc nãy đi theo cháu. Giờ cháu đã biết ta là ai rồi. Ở đằng kia. Cứu ơi. Đứng lại. Hôm nay làm đến đây thôi. Ai thế? Này, cẩn thận chứ. Thật may quá. Mình phải làm gì đây? Mình nên chạy tới chỗ đông người hay là trốn đi trước nhỉ? Mình phải trốn thôi. Hả?
cháu trốn ở đây hả? Thật tội nghiệp, cháu lẽ ra nên đến một nơi đông người hơn. Dừng lại, cảnh sát đây. Ôi không. Dừng lại. Có giỏi thì bắt ta đi. Ruby, hãy xem đây. Dừng lại ngay! Ngươi không thoát được đâu! Dừng lại ngay! Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đi một mình trên đường rất nguy hiểm. Nếu các bạn nhận ra có người đang đi theo mình, cố gắng đừng hoảng sợ và phải giữ bình tĩnh. Nhanh chóng đến nơi đông người nếu có thể và kêu gọi sự giúp đỡ từ người lớn. Hãy nhớ những điều này nhé. Đừng dắt thú cưng của người khác. Mẹ sẽ đi mua kem cho con nhé. Con chờ ở đây ngoan, đợi mẹ quay lại, nhớ chưa? Vâng ạ. Đây là cơ hội tuyệt vời. Đến giờ biểu diễn thú cưng đáng yêu Lulu rồi. Bắt đầu nào. Ôi, chân bạn thật là đáng yêu. Em đây thôi. Chú ơi, Lulu là thú cưng của chú ạ. Chân nó đáng yêu quá. Quá đáng yêu ấy chứ. Ôi, chú phải đi vệ sinh bây giờ. Cháu có thể giúp chú chồng em Lulu một lúc được không? Vâng ạ. Thơm quá. Toby, đây là bánh quy cho thú cưng mà. Nhưng mà nó cũng ngon lắm. Dĩ nhiên rồi, mình tự tay làm mà. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador. Con tôi, cậu con bị mất tích rồi, xin hãy tới giúp tôi. Gì cơ, chúng tôi sẽ tới ngay. Hả? Sát trưởng Labrador, con gái tôi ban nãy vừa chơi ở đây, vừa mới chớp mắt một cái, tôi đã không thấy nó đâu rồi. Tôi phải làm sao đây? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Dobby, chúng ta hãy đi điều tra hiện trường. Không có ở đây, không có ở đây. Ở đây có dấu chân của cừu con. Đây là cái gì? Tôi nghĩ đây là lông của một con Lulu đỏ. Theo dấu chân, có vẻ như cừu con và Lulu đã đi hướng kia. Nếu như chúng ta tìm được Lulu, chúng ta sẽ tìm thấy cừu con. Đây là Babylon. Babylon, chúng tôi cần bánh quy cho thú cưng của bạn, càng nhiều càng tốt. Có ngay. Watson nhỏ, hãy mang chuyện bánh quy này tới chỗ cảnh sát trưởng nhé. Tân. Chúng ta sẽ tìm thấy Lulu bằng chỗ bánh quy này.
anh nghĩ rằng cách này sẽ dùng được ư? Cách này hơi bị tốt quá rồi. Đi ra nào, tránh ra, tránh xa ta ra. Cậu đừng chạy nữa mà, tớ không đuổi được theo nổi đâu. Mình đang ở đâu thế này nhở? Làm tốt lắm. Cậu đang ở đâu rồi? Đi ra đi mà. Bắt được rồi. Chúng ta hết sạch bánh quy rồi. Một con lưu mình nữa kìa. Lông đỏ. Dấu chân cũng đúng. Đúng rồi, chúng ta vẫn đi theo nó. Lulu của mình đâu ấy nhỉ? Em đây rồi. Hả? Cảnh sát. Cảnh sát trưởng Labrano. Cháu an toàn rồi. Đứng lại, anh không chạy thoát đâu. Vậy à? Tôi đi trước đây, gặp lại anh sau nhá. Xem đây. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, thú cưng có thể trông rất dễ thương, nhưng các bạn cần phải đề phòng kẻ xấu lợi dụng thú cưng để lừa các bạn. Nếu có người lạ nhờ các bạn chăm sóc hay về nhà họ nhìn ngắm thú cưng, các bạn không được nhận lời hoặc đi theo họ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không nhận thức ăn từ người lạ. Mẹ ơi, nhìn kìa, đồ ăn ngon thế. Wow, kem này trông ngon quá đi mất. Một lúc nữa mẹ sẽ mua cho con, được chứ? Wow, cái kia nhìn cũng ngon nữa. Mình sẽ bắt đứa trẻ đó bằng cái bánh quy đặc biệt của mình. Wow, mùi thơm thế nhờ. Này cháu bé, đây, cho cháu ăn bánh quy này, ăn thử đi. Nhưng mẹ cháu bảo không được lấy đồ ăn từ người lạ. Nó ngon lắm đấy, cháu không thể mua nó ở bất cứ nơi nào đâu. Cháu sẽ thử nó ạ. Wow, ngon quá đi mất. Sao buồn ngủ thế nhờ. Đi với chú nào. Tê giác nhỏ. Tê giác nhỏ. Con yêu, tê giác nhỏ. Đó, có chuyện gì vậy nhỉ? Đến xem nào. Tê giác nhỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, là bác lại giúp tôi. Tê giác nhỏ bị mất tích rồi. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tìm cậu ấy. Tốt hơn đấy là mình nên ra khỏi đây trước khi họ thấy. Thật tuyệt vời. Roti thơm ngon bay trên không trung. Đến và xem nào. Này, bạn nhỏ, cháu không sao chứ? Này bạn nhỏ, có chuyện gì anh vậy? Anh làm cậu bé sợ đấy. Lạ thật ý. Chị có thấy tê giác nhỏ quanh đây không? Tôi không thấy. Anh có thấy tê giác nhỏ không? Roti của mình lộn xộn hết cả rồi. Hả? Trông nó rất giống tê giác nhỏ. Hả? Ông Vượn, ông có nhìn thấy tê giác nhỏ không?
Tôi có thấy cậu bé trông rất kỳ lạ và cáo xám đã đưa cậu bé đi. Cáo xám? Ôi không, tê giác nhỏ có thể gặp nguy hiểm. Đi thôi. Ở đằng kia. Cảnh sát, ôi không, chạy thôi. Không. Đấy rồi. Đó. Các người không bắt được ta đâu. Đi thôi. Dopey. Cáo xấu xa chạy mất rồi. Đi thôi. Có gì đó không ổn với những chiếc bánh quy này. Tôi biết lý do rồi. Đi nhanh lên. Đường này. Ôi không, nó bị khóa mất rồi. Hay là ở tạm chỗ này vậy? Mình phải làm gì bây giờ? Phải rồi. Mình sẽ bỏ những chiếc bánh này vào miệng họ, rồi họ sẽ không đuổi theo nữa. Không đuổi theo nữa sao? Họ đến rồi. Dobby, đi theo hắn. Tê giác nhỏ, tỉnh lại đi. Tự nhiên. Dừng lại ngay. Tự nhiên lại chóng mắt thế nhờ. Đứng lại. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta. Đưa họ đến bệnh viện ngay thôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, đừng bao giờ nhét đồ ăn từ người lạ mà chưa hỏi ý kiến của ba mẹ nhé. Người xấu có thể dùng thức ăn làm từ nguyên liệu đặc biệt để lừa bạn. Vì vậy, bạn nên cẩn thận. Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào ba ơi. Kem ngon, kem ngon. Được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Vâng. Là tàu hỏa nhỏ. Chúng ta mau đến đó xem đi. Wow. Các con đâu rồi? Các con ơi! Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray rồi biến mất. Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào.
Cứu cháu với. Cứu cháu với. Hãy sang đây. Hả? Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Wow, khủng long bay à. Cẩn thận đấy. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một ngày tồi tệ. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chú sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Không chơi với ổ cắm điện. Rào, rào, khủng long đời. Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà quà vặt. Các bạn muốn ăn gì? Wow, kem ạ, kem ạ. Wow, mình cũng muốn ăn kem nữa. Kem của bạn đây. Ngon quá. Cháu muốn một bánh sô-cô-la. Có ngay. Xin hãy. Ồ, có chuyện gì thế? Sô-cô-la, sô-cô-la. Bánh sô cô la của bạn đây. Cứu với! Robot biến cháu thành sô cô la rồi. Việt Quất, Việt Quất. Bạn cháu không phải là robot mà. Cứu với! Kem Việt Quất đã sẵn sàng rồi. Thật tồi tệ. Cốc thì cần phải được đổ đầy nước ép quả. Nước ép hoa quả ngon lành đã sẵn sàng rồi. Cháu ơi. Có chuyện gì vậy? Bánh vòng siêu cấp. Cô rắn hoa, sao lại có người biến cô thành bánh vòng thế này? Cảnh sát trưởng Labrador, con robot của ngôi nhà quả vặt gặp vấn đề gì đó rồi. Chúng ta mau đi kiểm tra xem. Cứu bọn cháu ơi!
xốp xe, xốp xe. Đừng có đuổi theo tôi mà. Robby, hãy thu hút sự chú ý của con robot. Pavilion, hãy mau chóng giải cứu mọi người. Ê, robot, nhìn ta này. Lên 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 lên, nhanh lên. Mau biến ta thành xúc xích đi này. Xốp xích, xốp xích. À, nào đến kia. Ê, tới đây nào. Ôi, không chạy thôi. Help ơi. Ôi, chúng ta an toàn rồi. Ôi, không, nó nhanh quá. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Tôi có ý này, hãy mau chóng chạy vòng quanh con robot. Dâu tây, xoài bơ, bánh hoa quả, bánh hoa quả. Cuối cùng thì cũng hết rồi. Con robot bán đồ ăn bị làm sao thế ạ? Papillon, mau kiểm tra xem. Mạch của nó đã bị chập. Bảo sao nó lại hỏng hóc nặng như vậy? Chúng ta kiểm tra cửa hàng xem. Ổ cắm sạc của con robot bị cháy rồi. Ôi không, phía bên kia có mùi cháy. Có khói bay ra từ nhà cháu kìa. Ở đây nhá, để bọn chú đi kiểm tra. Cúi xuống. Ôi không, có chuyện gì vậy? Nhìn kìa, tay của con khủng long đang chọc vào ổ cắm điện. Đây chính là lý do khiến cho con robot bán hàng và các ổ điện khác bị chập. Chúng ta phải ngắt điện ngay. Ở đằng kia. Để tôi làm cho. Phát hiện ra rác. Đi, ta không phải là rác. Cẩn thận phía sau. Ngắt điện. Ôi, đáng sợ quá đi mất. Bố con, cháu phải luôn tránh xa ổ điện, nhớ chưa? Cháu nhớ rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ổ cắm điện là một vật rất nguy hiểm mà các bạn không bao giờ được động vào. Nếu chạm vào, các bạn có thể bị thương nặng do bị giật điện. Vì vậy, nếu muốn sử dụng các vật dụng điện, hãy nhờ người lớn giúp đỡ nhé. Hãy ghi nhớ điều này.